trong đời ươi, thanh niên bị con vật tóm chân lôi sát vào chuồng dạy cho bài học. Con đời ươi giận dữ đã dạy cho nam thanh niên bài học sau khi cậu ta tiến đến quá gần con vật và trêu chọc nó. Hassan Arifin, 19 tuổi, đã nhảy qua hàng rào sắt an toàn tại vườn thú Kasang Kulin, tỉnh Ria của Indonesia để treo con đời ươi tuna vốn hiền lành và bắt đầu quay cảnh mình đang nhảy múa trước mặt con vật. Các nhân viên vườn thú nói với hãng tin địa phương Real Sora, Hassan trước đó đã đá chân về phía con đời ươi trước khi vụ việc được ghi lại vào ngày 16 tháng 6. Nam thanh niên đã kêu cứu khi con đời ươi kéo cậu ta về phía mình, trong khi một người bạn đi cùng đã cố gắng để giải thoát cho Hassan. Một nhân viên vườn thú giấu tên nói với truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào chiều thứ hai, 6 tháng 6, khi du khách nhảy qua lan can của chuồng đời ươi để quay video mà không được sự cho phép của người trông coi. Du khách đã vi phạm các quy tắc khi nhảy qua lan can và đá vào con đời ươi. Hassan đã xin lỗi về hành động của mình sau sự việc.